Vâng, xin chào các bác đã đến với Kinh Sạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu MTB dòng địa hình đến từ thương hiệu Mỹ, mang thương hiệu của GT. Đây là một trong những thương hiệu xe đạp mà rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm về thương hiệu đến từ Mỹ, mang thương hiệu GT với cái tông màu gỉ nhu bạc. Đây là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, rất là sang trọng và thiết kế rất là nổi bật, cái khung xe rất là lạ mắt bác nhá. Tông màu ghi nhũ và màu xanh trên khung xe. Thì như biết thì đến mẫu GT. Và đây là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Thiết kế bộ khung các bác nhìn này, rất là lạ mắt và độc đáo. Mẫu model của xe là model Adventure 1.0. Dành cho bác ưa thích những dòng xe địa hình mountain bike cao cấp. Đồ Shimano Delray cộng XT. Và bây giờ xin mời nhà thiết kế hoạt động của xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái mẫu GT. Đây là thương hiệu rất là mới về cửa hàng bên em. Thì các bác lên trên mạng gõ GT Adventure 1.0. Thì các bác thấy đây rất nhiều các mẫu website chính hãng của dòng GT. Còn website thương hiệu đến từ nước ngoài. Thì em sẽ kích vào hình ảnh để xem cái mẫu xe bên em về cho bác nhé. Rất nhiều cái mẫu GT đây. Thì bác xe đấy đã bán rồi. Về bên cửa hàng bên em, cái mẫu GT Adventure 1.0. Bác theo dõi thêm có xe em đang. Vâng, thì trong đó có những cái mẫu model của xe bên em đây, GT Adventure 1.0 cũng là cái tông màu nhũ xanh da trời điểm chỉ trên khung xe. Đây là website chính hãng của bên thị trường USA. Bán những cái phụ tùng và linh phụ kiện của dòng xe GT. Đây cái mẫu xe bên nhà em đây nhá. Mẫu xe bên nhà em đây cũng là cái mẫu GT mà khung nhũ bạc, giảm sóc xanh của rốc sốc. Và hiện cái giá thị trường của nó là 885 euro. Đây là giá bên kia đúng nhá, chưa có phí ship hay là vận chuyển về đây đâu. Thì cái mẫu GT này rất nhiều sử dụng, rất nhiều thị trường bên kia. Đây là mẫu rất là mới về bên em. Vâng, đây cũng là cái mẫu em giới thiệu qua cho các bác, cái mẫu GT Adventure 1.0. Cũng là cái tông màu ghi nhũ bạc và giảm sóc, trước cũng là giảm sóc đốc sốc màu xanh. Xe nước sơn vàng rất đẹp, đánh giá xe rất là mới không nhá. Adventure 1.0 đến từ thương hiệu Mỹ, design hợp kim nhôm aluminum 6061. Aluminum thì là hợp kim nhôm siêu nhẹ, nó sẽ dòng xe thể thao cao cấp rồi. Thương hiệu GT là biểu tượng của hình GT có hai chiếc cánh xòe ra. Biểu tượng của xe rất là đẹp, hình chiếc cánh ở giữa là chữ GT. Bác nhìn cái nước sơn xe gần như là mới hoàn toàn. Và giá trên thị trường châu Âu cũng rất là cao, nó dao động ở tầm gần 900 euro. Cổ quốc ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe. Biểu tượng của dòng xe GT là hình mũi tên, ba mũi tên chập vào nhau hình ngọn núi phía đằng trước. Nó giờ gắn liền với những dòng xe như Trek, gắn liền phụ kiện Bontrager hoặc là Java với DK. Thì biểu tượng của dòng xe GT là hình ba ngọn núi phía đằng trước xe, trong nguyên bản theo xe không nhé. Tay lắm chính hãng của GT, nguyên bản theo xe, hình cao su đúc, biểu tượng hai chiếc cánh ở giữa là mang thương hiệu của xe. Sử dụng với cấu hình cao cấp của DOJ, Shimano DOJ, gần như là chùm cuối của dòng xe MTB rồi. Trên Acera, Antut, Poulet và Kara. Cụm vành trước sử dụng cụm vành dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên phải em là sử dụng với bên tầng đĩa, sử dụng cũng là Shimano của Delray, cụm phanh dầu sẵn rồi, cụm phanh dầu của Shimano.
giảm sóc dầu chính hãng của Đốc Sốc, của XC30. Cũng là thương hiệu Mỹ của Đốc Sốc, nguyên bản theo xe Đốc Sốc XC30, tông màu xanh. Vành nhôm 2 lớp MD17, nguyên bản theo xe, lốp Maxim. Dưới gầm xe vẫn còn cái mã vạch này, các bác nhìn rõ này, mã vạch QR code này. Đấy, mã vạch QR code chính hãng của xe vẫn còn nguyên bản trên khung xe này, các bác nhìn rõ này. Mà thiết kế của xe rất là design rất là lạ mắt nhá. Đằng trước thì có cái bộ khung ngang được giống ở phía đằng sau theo cái mô hình thiết kế của xe, giúp cho bộ khung rất là chắc chắn. Đuôi xe nó hơi vươn về đằng sau một chút, cái đuôi thòi ra một chút đằng sau đây. Cọc yên chính hãng nguyên bản theo xe của GT, yên GT cũng nguyên bản theo xe luôn, còn rất là mới. Đùi đĩa Shimano, bê-đan to, bê-đan này thường thường là sử dụng cho những cái dòng xe leo núi này. Đấy, không nguyên bản theo xe bác nhá. Củ đề sau là củ đề cao cấp của Shimano DRXT, chân cả cấu hình DOD luôn, còn rất là mới. Xích lip của nó rất là mới, nhìn rõ xe rất là ít đi, người sử dụng là đi rất là ít xe, tâm là gần như là xe rất là mới luôn nhé. Tem vàng ở phía đuôi xe thường được thấy những dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ cũng còn nguyên bản trong xe. Đây là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, về cái mẫu GT Avanti 1.0 dành cho bác ưa thích những cái dòng xe đạp thương hiệu lớn, dòng cao cấp sử dụng với cấu hình DOD cộng DODXT. Bây giờ xin báo cho các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 46. Chiều ngang khung là size 51. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Sẽ là trang bị với 10 tầng lip, lip và xích còn rất là mới đây. Bây giờ xin là giá trị hoạt động của xe. Củ đề Shimano DRXT lên lip này, xuống lip. Vâng, chuyển động rất trơn tru mượt mà. Bên phải em là đùi đĩa Shimano 2 tầng đĩa, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, bánh xe rất là bon. Các bác nào yêu thích những cái dòng MTB mà thương hiệu lớn của dòng Mỹ thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Mẫu MTB GT Avanti 1.0. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe GT thương hiệu Mỹ model Avanti 1.0. Full phụ kiện, linh phụ kiện trên xe là nguyên zin theo GT, và xe cấu hình rất là khủng nhá. DOD cộng với XT. Và xe giá tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi về hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai.